Hello tất cả anh em, lại là mình đây, Tuấn của Auto 89. Và như mọi ngày mình vẫn sẽ tiếp tục lên cho anh em một lít đồ anh em nhé. Hôm nay sẽ bao gồm hai bộ dàn VIP anh em ạ. Một con tủ đài anh em nhé. Con tủ đài này thì hôm nay sẽ có một cái giá rất là tốt cho anh em. Đấy, tiếp đến là một vài cái đống đồ linh tinh. Và anh em lưu ý một chút là số điện thoại của mình và thằng em Sơn vẫn đang góc trái màn hình đây. Số điện thoại của mình là 0976663776. Và số điện thoại của em Sơn ở ngay bên cạnh là 0933321833 anh em nhé. Anh em quan tâm đến bất kỳ sản phẩm nào thì có thể alo cho mình hoặc Sơn để biết thêm chi tiết về sản phẩm. Đầu tiên hôm nay thì sẽ là hai mã túi da anh em nhá. Hai con túi này thì cũng vừa về xong anh em ạ. Đây, đầu tiên là một con túi màu đen, con này là sẽ là một cái mã size lớn anh em nhá. Size này là nó tầm cũng khá là to rồi anh em ạ. Đấy, chất da thì cực kỳ đẹp cho anh em. Và con này hàng về thiếu logo anh em nhá. Thiếu logo ở đây. Đấy, anh em sẽ nhìn thấy này, thẻ da này, cực kỳ nét. Các cái lớp da của nó anh em nhìn đẳng cấp luôn anh em nhá. Các lớp da rất là nét và dòng này là dòng túi đứng. Các khuôn túi này nó sẽ được bo bằng những cái viền cứng này anh em nhìn này, các viền cứng này nó giữ form túi rất là ok. Dây túi thì làm được bằng cái dòng dây dù bóng cao cấp anh em nhé. Dây này thì khỏi phải nghĩ luôn, anh em dùng đến lúc vứt túi đi chắc dây vẫn còn ngon. Có quay quay sách này anh em nhìn này. Đấy, các cái phần chốt đinh vừa tăng tính thẩm mỹ vừa làm cho quay sách nó chắc hơn anh em nhé. Được chưa? Đấy, phía sau đây. Phía sau con này thì nó không phải là ghép da mà nó làm từ một cái miếng da lớn anh em nhé. Làm từ một cái miếng da lớn nó ôm tất cả phần này luôn. Đấy. Và đây các móc khóa cũng đều bằng miếng da hết và da cực kỳ mềm luôn. Anh em về có thể test những cái miếng da này thì rất là nét rồi. Sơn đây. Giữ cho anh em. Mở bên trong ra anh em sẽ thấy được cái lớp lót của con này. Toàn bộ lót chống nước hết anh em nhé. Và anh em lưu ý một chút là nhà mình chỉ bán túi da thật thôi. Và tất cả cái mẫu túi nhà mình bán này đều là da thật tất. Thế là anh em mình giả sử đi mưa về nhớ là lau khô đi anh em nhé. Người ta nói là của bền tại người anh em ạ. Anh em mình càng giữ gìn con túi mình thì nó sẽ càng bền, nó gắn bó với anh em mình nhiều hơn. Và những cái dòng túi da, nhiều anh em đánh giá là một cái mẫu túi da mà da thật như thế này thì anh em mình có cái tuổi đời sử dụng nó khoảng tầm 5 đến 7 năm là chuyện bình thường. Những anh em nào giữ gìn thậm chí túi da có thể dùng chục năm được anh em ạ. Khá là ok anh em nhá. Đầu tiên thì Sơn sẽ đo kích thước cho anh con này bao nhiêu đây. Con này chiều ngang nó sẽ được khoảng tầm 20 phân anh em nhá. Và con này chiều cao nó sẽ được khoảng tầm 25 phân. Được chưa anh em? Đấy. Và giá con túi này hiện tại bây giờ mình đang để cho anh em giá là 750.000 anh em nhá. 750.000 cho mã túi này. Đấy. Và Sơn nó sẽ lên form túi cho anh em. Riêng cái mã túi này thì chưa một anh em nào chê đâu anh em ạ. Đây, cái phần ngang nó cũng khá là dày để anh em mình để được nhiều đồ anh em nhá. Dây đeo thì vừa phải, nói chung này đẹp anh em ạ. Đấy. Sơn nó lên form túi sẽ như thế này anh em nhá. Ngang hông này. Nét luôn anh em ạ. Giá con túi này 750.000. Hiện tại những cái mã túi mà chất da đẹp như này ở Việt Nam này nó sẽ rơi vào khoảng tầm 1,5 triệu anh em nhé. Tầm đấy. Con này trong store bên Nhật thì mình nhớ không nhầm nó bán khoảng tầm hơn 3 củ anh em nhé. Rồi. Tiếp đến đây thì sẽ là một con túi. Đây anh em nhìn nhá. Con này thì nó sẽ có lô thương hiệu rồi anh em ạ. Con này thì nó đang bán tại những cái siêu thị bên Nhật. Con này con Dermani anh em nhé. Dermani là một trong số những cái mã mà sản xuất đồ da cũng khá là nổi tiếng bên Nhật rồi. Anh em nào mà chơi đồ da sẽ biết những con này. Đây, chất da con này sẽ là màu nâu đậm anh em nhé, màu nâu đậm. Đấy. Anh em nào mà gọi quen mồm hay gọi là màu cứt trâu ấy thì đúng là con này luôn anh em nhé, đúng màu cứt trâu luôn. Con này thì anh em mình vừa có thể đeo được này, vừa có thể đeo được, vừa có thể làm một túi đeo hông được. Tại vì đây nó có con đỉa anh em nhé, vừa có quai sách này, nó tăng tính thẩm mỹ mà cái chất da quai sách anh em đều cầm thấy rất là lì luôn nhá. Các cái chốt đinh, con này sẽ có hai chốt đinh và các cái sợi phần chỉ nó may khá là kỹ anh em ạ. Đấy, dây đeo nó có thể bỏ được anh em nhé. Thẻ tang da của nó khá là to, anh em sẽ nhìn thấy cái miếng da nó rất là dày anh em nhé. Miếng da này, nét này nét luôn. Đấy. Và những con hàng hãng này thì xin thưa với anh em chất lượng khỏi bàn luôn. Các lớp lót nó may này, anh em nhìn này. Đấy, lót chống nước này. Và con này sẽ có bao nhiêu ngăn? 1 ngăn, 2 ngăn, 3 ngăn. Và phía sau này nữa, phía sau không ngăn, con này chỉ có 3 ngăn anh em nhé. 3 ngăn và ngăn chính nó này khá là to, sơn mở ngăn chính cho anh em xem. Và con này thì chỉ được để được điện thoại này, sạc dự phòng các kiểu cho anh em, nghe chưa? Đấy, điện thoại sạc dự phòng các thứ này, ví dụ như kiểu là anh em mang chìa khóa các kiểu để nhét tất vào đây, ví vùng các thứ nhét tất vào đây được. Con này thì con là con dòng túi anh em mình cầm đi cà phê, đi chơi thứ ở gần thôi, đi xa mà cần mang nhiều đồ thì con này nó sẽ không phù hợp với anh em mình nhá. Sơn nó kích thước cho anh. Con này chiều ngang sẽ được khoảng tầm 19 phân anh em nhá. Và chiều cao nó sẽ được khoảng tầm 15 phân tính cả quai, nghe chưa anh em? Đấy. Và giá hiện tại con này thì mình đang để cho anh em là 599.000 anh em nhé. 599 cho mã này. Khá là đẹp. Riêng cái túi này, đấy, dây của nó anh em sẽ nhìn cũng màu nâu anh em nhé. Cũng màu nâu và nó là dòng dây dù bóng xịn luôn. Đấy.
Những con túi này thì đeo rất thanh cảnh, nó tôn dáng anh em mình khá là nhiều anh em nhé. Nó rất là tôn dáng luôn, anh em xem này. Đấy, nó đeo thành cái form túi nhỏ này. Đấy. Nhất là anh em nào mà hay ngồi cà phê sáng ấy, đeo con túi này là ok rồi anh em ạ. Để được đủ hết các phụ kiện của anh em trong này. Ok chưa? Giá hiện tại 599.000 anh em nhé. Tiếp đến bên này thì vẫn là cái đồ thời trang tiếp đi. Mình sẽ có một cái dây thắt lưng anh em nhé. Đây, Sơn gặp anh máy quay cái. Dây thắt lưng này thì hàng đấu giá mình mua store bên kia về anh em nhé. Anh em sẽ nhìn thấy này, giá tang của nó rất là cao anh em nhé. Giá tang của nó là 199 đô. Bên kia nó sẽ rơi vào khoảng tầm 5 củ cho anh em. Đấy, dây toàn bộ là da bò, dập vân cá sấu. Và dây của nó là nâu đậm anh em nhé, chứ không phải hẳn là đen. Dây này là dây nâu đậm. Đấy, anh em nhìn trên video có thể nhìn nó màu đen, nhưng bên ngoài nó sẽ là màu nâu đậm anh em nhé. Tất cả cái lớp da này đều là da bò, dập vân cá sấu. Và mặt sau này sẽ là da bò. Đây, anh em nhìn này, da bò dập hình quả chám anh em nhé. Đấy, kích thước con này thì nó sẽ là 50 x 125 trên 125, gần như vừa tất cả cơ bụng của anh em, bụng bia như anh em mình. Đấy, cái phần khóa trượt này anh em nhìn này, khóa trượt cấp trượt này. Đấy, và phần mặt con này thì mặt con này cực kỳ đẹp anh em ạ. Anh em nào chơi thắt lưng sẽ biết là những cái dòng mặt này nó rất đẹp luôn anh em nhé. Đây, con này của Valentino Cretion anh em nhé, một trong số những cái mã mà gọi là hàng thương hiệu bán trong store anh em nhé. Đấy, các cái phần mạ màu vàng này của nó thì phải xin thưa với anh em là sờ cực kỳ lì và dày. Riêng cái mặt này của nó em sẽ nhìn thấy mặt này là mặt carbon anh em nhá, mặt carbon. Nó sờ nó không bám vân luôn anh em ạ, không có vân ở trên này. Đấy, cấp trượt này. Cái mặt sau này anh em nhìn. Nét con bọ lẹt chưa? Đúng không? Đây là con đĩa anh em nhá, con đĩa sẽ có một con đĩa ở đây. Đấy. Và khi anh em mình về thì nó sẽ về nguyên thế này cho anh em mình. Đấy. Hàng về thì không có hộp anh em nhá, tại vì hàng mình mua thanh lý này. Anh em thông lại thông cảm một chút là nó sẽ không có hộp đi kèm những cái mã như thế này. Và quan trọng nhất là giá của những cái mã này mình đang để cho anh em giá siêu tốt luôn anh em ạ. Bằng chỉ một phần tư thôi so với giá ở store đang bán. Con này hiện tại mình để cho anh em là 1.250.000 anh em nhé. Là một trong số những mẫu gọi là thắt lưng hàng hiệu mà giá cực kỳ tốt. Valentino thì là hàng đẳng cấp rồi anh em nhé. Rồi, tiếp đến đây thì sẽ là chai nước hoa. Và anh em nào đã chơi gọi là thích ăn giò thì đây rồi anh em nhé. Giò này là giò trắng. Đấy. Chai này thì sẽ là Aqua di Giò, đến từ cái giò Armani. Đấy, anh em nào đã chơi giò sẽ biết là cái chai này nó xuất hiện trên thị trường đến tính đến thời điểm hiện tại là hơn 30 năm rồi. Và đến bây giờ vẫn rất được ưa chuộng anh em ạ. Dòng Po Home của Nam anh em nhé. Và chai này nó sẽ là cái mẫu nước hoa hàng tester. Xin lỗi với anh em. Hàng tester và do not for sale anh em nhé. Tức là anh em mình sẽ biết là cái chai này không phải sử dụng để bán. Chai này chỉ sử dụng để gọi là gửi về store, các store bán nước hoa để người ta test, gọi là test hương thôi, gọi là khách đến để test hương. Dung tích của chai này thì sẽ là 100ml và hàng chuẩn made in France cho anh em, nghe chưa? Và khi anh em mình có cái tem này dán ở cái phần vỏ nhám của chai này, anh em mình có thể nhìn xuyên vào thân bên trong chai. Xịn anh em ạ, cái tem này tem xịn anh em nhé, nhìn tem xịn tem đều biết ngay, nghe chưa? Đấy. Và dung tích của con này thì 100ml và mình nghĩ là vẫn còn nguyên, bên kia chưa xịt một nhát nào anh em nhé. Và về Việt Nam mình vẫn sẽ để nguyên như này cho anh em, nghe chưa? Đấy, phần nút chai vẫn còn này. Rồi, đầu xịt, vòi xịt, đen xì hết anh em nhé. Và riêng chai này thì chất hương nó cực kỳ thơm anh em ạ. Và con này thì sẽ thơm mùi ngọt nhẹ đi kèm lẫn mùi mát anh em nhé, mát dịu. Cái nốt hương giữa của nó rất là mát và nốt hương cuối nó quay trở lại với cái nốt hương ngọt của những mùi vỏ quýt, vỏ xạ hương, của những mùi xạ hương, của những mùi loài hoa hiếm đấy anh em, loài hoa hiếm. Và cực kỳ thơm luôn, xin thưa với anh em. Chưa một anh em nào mà chê giò bảo là giò không thơm hết anh em nhé. Giò này khả năng là giò xay và từ những cái con lợn, từ những cái con lợn mà gọi là lợn vừa xả ra phát giò, gọi là lấy thịt đi làm giò luôn anh em nhé. Đoạn này khả năng chạy bộ trong rừng Amazon nó lôi ra là thơm lắm anh em ạ. Nói chung mình nói vui thôi, nhưng mà chai giò này thì nói chung là không thể thiếu được trong tủ nước hoa của anh em mình. Và hiện tại mình đang có một chai giò luôn luôn vứt ở trên xe ô tô, đi đâu thỉnh thoảng lôi ra xịt phát anh em nhá. Giá hiện tại cho chai này còn như thế này thì hiện tại mình để cho anh em 1.400.000 anh em nhá. 1.400.000 chưa, không bao giờ thất vọng được anh em ạ. Chai này không thất vọng được anh em nhá. Tiếp đến đây thì sẽ là một cái tai nghe dòng handmade anh em nhá. Anh em sẽ nhìn thấy phần dây nó rời này anh em này. Đấy, nó có cái chân cắm rời hẳn ra so với phần củ Hausen anh em nhá. Củ Hausen nó đây. Đấy, của Hausen nó anh em sẽ cắm một cái phần dây kia là nó sẽ thành combo. Hộp này thì nó sẽ là một hộp cộng hưởng cực kỳ lớn luôn. Con này thật ra nó không kín bên trong hộp đâu, mà bên trong này nó sẽ là phần hơi anh em nhé. Con này thì tên ở bên kia nó đặt sẽ là X2 Pro và dòng Bass Acoustic anh em nhé. Đấy, em nhìn đây. Đấy, cái dòng này là dòng handmade ở bên Nhật. Và chất âm của con này thì xin thưa với anh em, chất âm cực kỳ hay.
cá nhân mình đánh giá thì nó chơi tốt mọi dòng nhạc luôn anh em ạ. Đấy, màng của nó đây, cái màng ở trên củ anh em sẽ nhìn thấy này, cái màng nó là màng gọi là màng titan anh em ạ, màng titan. Củ Hauser thì sẽ là một củ driver 1,3 cm anh em nhé. Với cái hộp cộng hưởng to như thế này thì đánh chất âm này anh em đã biết rồi, nó đánh cảm giác nếu mà anh em mình cho to hết cỡ thì nó đánh còn nhức đầu luôn anh em ạ. Mình khẳng định luôn, anh em mình đeo khả năng cho trước âm lượng chỉ còn tầm 70 thôi nhỉ, chứ còn to mắc thì nó nhức đầu luôn. Đấy, con này khi anh em sử dụng thì anh em sẽ cắm vào cái phần thân của nó ở đây anh em nhé. Đây, anh em cắm nó vào. Đấy, ví dụ như này thì anh em hoàn toàn có thể cho cái củ Hauser này thành gọi là một cái tai, gọi là thành một cái tai nghe gọi là có dây cho anh em được, hoặc anh em mình có thể chơi không dây. Thì đây là bộ combo không dây, đây chính là cái phần gọi là dây đeo cổ của anh em nhé. Dây đeo cổ bên trong này sẽ tích hợp một con pin mà anh em mình nghe liên tục được 10 tiếng mới hết pin, nghe chưa. Bên này sẽ là cụm phím điều hướng tăng giảm âm lượng, bật tắt các thứ, và mic đàm thoại của con này nó làm rất là nét anh em nhé. Có công nghệ chống ồn chủ động được tích hợp trong này rồi. Đấy, và dây toàn bộ phần dây này sẽ là dây xoắn hết anh em nhìn này, nó làm dây xoắn tất. Đấy, và phần cái phần cổ này sẽ là ôm sát vành tai và có một cái vành chống ấy anh em nhé, chống đứt này, và nó sẽ ôm vào cái vành tai trên của anh em mình. Đấy, anh em mình đeo vào sẽ như thế này. Nếu một bên tai như thế này, anh em nhìn thấy cái hình cái tai chưa? Đấy. Và hiện tại con này thì mình để cho anh em giá bao nhiêu? Hiện tại con này thì mình để cho anh em giá chỉ có 950 thôi anh em nhá. 950.000 cho mã này. Và mình khẳng định là trong cái tầm giá dưới 1 triệu thì con này bá đạo luôn anh em, bá đạo trong tầm tiền luôn. Đấy. Và anh em nào mà chơi những cái dòng tai nghe handmade này sẽ biết là những cái giá trị con tai nghe như thế này. Ví dụ như cặp củ này, bên Nhật nó đã bán tầm 1,5 triệu một cặp củ này rồi, chưa tính tiền phụ kiện dây. Cái phần dây này nó sẽ rơi vào tầm 1 triệu nữa anh em nhé. Thì nó sẽ rơi vào cả combo này sẽ rơi vào khoảng tầm 2,5 củ. Đấy. Mà hiện tại bây giờ mình bán chỉ có 950.000 thôi anh em nhé. Những cái dòng này bên Nhật nó nghe rất là nhiều anh em ạ. Rồi, tiếp đến đây anh em sẽ nhìn thấy đây là một bộ dao thìa dĩa. Và như anh em nhìn thấy thì mình đã giới thiệu rất nhiều những video trước rồi. Và con này, đây anh em mình úp vào đây, mình đặt ra mặt phía mặt sau cho anh em xem. Đây, con này đến từ Amazon Basic anh em nhé. Một trong số những cái con mà gọi là sản phẩm độc quyền của thằng Amazon. Và con này thì mình mua từ Nhật về. Anh em sẽ nhìn thấy này, nó sẽ được bán ở thị trường Nhật, để thị trường các cái quốc gia châu Âu, thị trường Mỹ các thứ là đều được bán con này anh em nhá. Các cái tiêu chuẩn này ISO 8442, ISO 8442-1998 này. Đấy, nó rất nhiều tiêu chuẩn ISO ở đây anh em nhá. Này, bán ở tại Úc này, tại Mỹ này, đúng không? Tại Luxembourg này, tại gì đây? Rakata, cái gì đây? Mexico, và cuối cùng ở đây là United Kingdom là của Anh, và bên này sẽ là Nhật anh em nhé. Nhật, nó sẽ bán được đôi 4-6 quốc gia. Bây giờ các cái tiêu chuẩn của những cái thằng bộ gọi là sử dụng để ăn uống này thì tiêu chuẩn của những cái bọn này nó rất là cao anh em ạ. Ví dụ như anh em mà sử dụng những cái bộ dao thìa dĩa mà nó không có tên tuổi thì nó có thể là có những cái chất độc hại như chì cho các thứ, thủy ngân các thứ, nó ăn nó rất độc hại. Như những cái mã này sản xuất tiêu chuẩn châu Âu rồi thì anh em mình cảm giác nó còn xịn hơn cái đồ sân bay. Anh em đã đi sân bay thì biết rồi, nhiều ông cứ nhặt thìa mang về. Nhất là mấy bà chị ấy, rất hay nhặt thìa dĩa mang về. Mà tại sao phải khổ đấy? Cả bộ này bây giờ nó rẻ bèo, có 400.000 cả bộ anh em ạ. 400.000 cả bộ thì có cái gì? Có 4 cái dĩa to anh em nhé, 4 cái dĩa to. Dĩa to thì có gì? Anh em sẽ nhìn thấy cái dĩa đẳng cấp như này, đúng không? Và đằng sau này Amazon Basic dập hết ở đằng sau này cho anh em. Nghe chưa? Và tất nhiên những con đồ này nó sẽ vẫn sản xuất tại China hết anh em nhé. Em lưu một chút là nó vẫn sẽ made in China, nhưng mà tiêu chuẩn của nó thì cực kỳ cao. 4 con thìa bé nữa anh em nhé. À, 4 con dĩa bé, xin lỗi anh em, 4 con dĩa nhỏ này. Đấy. Tại sao phải lấy đồ sân bay phải làm gì cho nó khổ ra? Cả bộ này rẻ thế này, Amazon Basic này anh em nhé. Đấy, thìa dĩa sân bay. Nói chung là anh em, nhiều anh em cứ gọi là thần tượng cái đồ sân bay nhiều quá. Đây, sơn. Và nó sẽ đi kèm bộ 4 con dao. Cái bộ này sẽ sử dụng cho 4 người anh em nhé. Riêng cái bộ đồ này sử dụng cho gia đình 4 người nó rất là nét rồi. Dao này anh em có thể cắt gà, qué, cắt sườn các thứ nhá. Nó rất là giống những con dao anh em mình đi gọi là ăn gà, riêng các thứ là có Amazon Basic này. Được chưa? Amazon Basic. Tiếp đến thì sẽ là bộ thìa, sẽ bao gồm 4 con thìa to anh em nhé. Và 4 con muỗng cà phê. Đấy. Tất cả bọn này đều Amazon Basic hết. Anh em sẽ nhìn nhá, Amazon Basic, ôi chưa. Tiếp đến thìa to cũng Amazon Basic luôn, anh em nhìn. Hàng này nó đẳng cấp lắm anh em ạ, anh em nào mà chưa dùng sẽ biết, nếu mà khi dùng sẽ biết là này, Amazon Basic này, khắc chìm hết ở đây. Cái thìa như này mà, cái thìa này mà gọi là vợ chồng đánh chửi nhau, cãi nhau mà mang ra vả vào mồm thì mình nói thật là mẹ không có cái răng nào, cầm thìa chắc lắm anh em ạ, thìa này đẳng cấp luôn.
Và cả bộ này hiện tại chỉ có 400 ngàn thôi anh em nhé. 400 ngàn cho cả bộ này. Với chơi anh em. Rồi. Cảm ơn anh em Sơn. Tiếp đến bên này thì anh em sẽ nhìn thấy đây là một con tủ đài đến từ thương hiệu Classico của thằng Nhật anh em nhé. Hàng này xin thưa với anh em, hàng thuần nội địa Nhật, anh em mình sẽ không thấy những cái mã này bán ở phiên bản quốc tế đâu. Nó thuần nội địa luôn. Đấy, nhưng mà nó vẫn là cái dòng gọi là giả cổ, đời cao giả cổ anh em nhé. Chức năng của con này sẽ bao gồm đầu tiên là chạy đĩa phono. Xin thưa với anh em, nhìn thấy ngay đây rồi, chạy đĩa phono và cái lắp này mở lên mở xuống được anh em nhé. Mở lên đậy đậy xuống được. Cái màn hình ở mặt trước này em nhìn thấy này. Con này thì sẽ thể hiện ở cái đồng hồ này sẽ là chỉnh FM và AM anh em nhé, cần số FM và AM. Thì con này FM sẽ đến 90 và AM thì vẫn sẽ phun giải cho anh em. Đấy. Ở bên dưới này sẽ có một con màn hình nhỏ hiển thị các thông số như bài hát các kiểu và chuyển chế độ AUX phono sẽ hiện ở đây anh em nhé. Đấy. Các cụm phím điều hướng ở đây. Cái nút này sẽ là cái cần này sẽ là cần chọn chế độ này CD hay là phono hay là các kiểu, và đây là gạt AM FM anh em nhé. Và khay CD đây. CD con này thì xin thưa với anh em, CD con này thì đọc tốt tất cả những loại CD, xin được anh em, và đọc được cả đĩa MP3 anh em nhé. Ok chưa? Tiếp đến bên dưới này sẽ là thẻ nhớ, chơi được thẻ nhớ, chơi được USB luôn và hỗ trợ một cái lỗ phone ở mặt trước. Đấy, gần như là full chức năng anh em nhé. Con này sẽ được bao gồm hai con loa bầu dục ở hai bên anh em ạ, đều là những cái mã loa toàn giải anh em nhé. Và riêng là Classico mình nhớ không nhầm nó sử dụng cái con loa bên trong là con loa của thằng Technic anh em nhé. Mình nhớ không nhầm như thế. Đấy, loa của nó rơi vào khoảng đường kính ngang sẽ được khoảng tầm 12 cm, đường kính cao được 12 và ngang sẽ là 10 cm. Đấy. Và toàn bộ thùng con này sẽ là vân gỗ đen toàn bộ anh em nhé, vân gỗ màu đen toàn bộ. Phía sau đây anh em sẽ nhìn thấy đây. Đấy. Con này nó sẽ là Classico này. Điện nguyên bản của Nhật là 100V này, công suất sẽ là 22W và tất nhiên những dòng đời cao này nó sẽ là made in China. Anh em mình hoàn toàn có thể gọi là sử dụng cái cổng này là cổng out anh em nhé. Đây là cổng tín hiệu out để xuất cái tín hiệu của con này ra những cái tín hiệu âm thanh ở nhà của anh em mình nghe. Và phía sau này là sự chọn anten, anh em thể sử dụng anten FM tích hợp sẵn này hoặc anten bên ngoài, để tùy anh em nhé. Anten trong hoặc anten ngoài tùy anh em. Ok chưa? Đấy. Và hình thức thì khá là ok anh em nhé. Con này như mà cá nhân mình đánh giá thì nó đẹp khoảng tầm 96,69% anh em ạ. Và quan trọng nhất là mức giá của nó. Con này thì bình thường nó sẽ về, nó sẽ rơi vào khoảng tầm hơn 5 củ cho con này. Nhưng mà hôm nay thì mình xin phép để cho anh em mã này chỉ có 4,5 triệu thôi anh em nhé. 4 củ rưỡi cho cái mã gọi là tủ đài này với chơi anh em. Và mình sẽ test lần lượt cái chức năng cho anh em nhé. Đầu tiên sẽ đi phono. Rồi, phono. Phono anh em nhớ gạt bên này nhé. Đấy, anh em thấy màn hình nó hiện phono không? Anh em mình mở cái khóa cần kim than ra nhá. Anh em mình nhấc lên này. Đấy. Di ra đĩa nó sẽ chạy ngay. Von der Gitarre eine Seite. Die Erde schlug. Und den Verschluss der Blume. Kim khá là ngon anh em nhá, kim cực ngon luôn. Die Lolo trug. Als Souvenirs, Souvenirs. Anh em muốn chuyển bài đĩa than này, anh em mình chỉ cần nhấc này. Nhấc lên nhá, hạ xuống rãnh khác. Ok chưa? Đây là đĩa than anh em nhé, gạt sang bên này thì cái đĩa nó tự động ngừng chạy luôn. Và anh em nhớ khóa cái phần đĩa vào nhé, khóa cái phần đĩa vào. Đấy. Thì xin thưa với anh em, thì đấy là đĩa than. Và tiếp đến mình sẽ test cho anh em chức năng CD nữa anh em nhé. Đây là tab này. Rồi, tab này, tab anh em sẽ có một tab ở đây anh em nhé. Con này chạy băng rất ok luôn. Quên mất được chức năng tab vừa mình chưa giới thiệu. Và tiếp đến là gạt tiếp này. Đây CD anh em nhé, tiếp đến là sẽ CD. CD mình sẽ play cho anh em này. Đấy. Con này có 4 củ rưỡi thôi, giá cực kỳ tốt cho anh em anh em ạ. Và giá con này thì có chút nét. Con này để trưng bày đẹp mà anh em mình chơi được full thể loại luôn. Xuất ra các bộ âm thanh nhà được. Nắng đã tàn theo cuối ngày, dòng xe ngập trên đường phố, ánh mắt nào đang hướng về tìm ai, hẹn ai cuối ngày, và riêng em đã qua thời mong chờ cuộc tình vừa tan như giấc mơ. Từ sau đêm ái ân, ôi niềm
Ok chưa anh em? Đấy. Tiếp đến mình sẽ chuyển ra tiếp tục triển khai các chính sách của chính phủ tiền nhiệm giúp nhanh chóng vực dậy nền kinh tế đất nước. Trong cuộc vận động tranh cử vào hôm qua, ứng cử viên tổng thống của Đảng Dân chủ bà Kamala Harris nêu ra một số chi tiết trong chương trình nghị sự kinh tế của mình. Trong khi ứng cử viên của Đảng Cộng hòa Donald Trump tuyên bố đảo ngược một số chính sách kinh tế của chính quyền đương nhiệm và dùng mọi công cụ để... Ngon luôn anh em nhá. Full chức năng, giá hiện tại chỉ có 4,5 triệu. Đấy. Rồi. Tiếp đến cái mã dàn số 02 ở đây thì đây chính là một cái mã VIP anh em ạ. Con này con Kenwood K735 anh em nhá. Con này thì được chứng nhận hybrid và con này sẽ có giải mã chuẩn 32 bit cho anh em. Hàng về thì kèm cả khiển zin anh em nhá, K735 kèm khiển zin luôn. Đấy. Và chức năng của con này thì sẽ bao gồm như thế nào? Đầu tiên mình xin phép giới thiệu với anh em. Con này nó sẽ là bản nâng cấp của dòng Kenwood K731 anh em nhé. Nâng cấp của Kenwood K731 thì nó sẽ là Kenwood K735. Và cái dòng này thì mình phải nói thật với anh em. Anh em nào mà thiên về độ chi tiết thì sẽ chơi mã này cực kỳ ngon. Còn anh em nào mà thích ăn sổi thì bỏ qua mã này. Tại vì đây không phải là một cái mã đồ âm thanh sử dụng cho những anh em ăn sổi anh em nhé. Con này thì xin thưa với anh em, cái phần âm ly của nó thì rất là đẹp. Con này thì nó sẽ đẹp hơn con K731 ở một chỗ là con K731 chỉ có mặt trắng và mặt đen thôi. Còn con này nó sẽ là mặt vàng chanh anh em nhá. Mặt vàng chanh nó thể hiện được cái sự sang trọng của một bộ dàn cao cấp anh em ạ. Đây, mình sẽ bật nguồn lên này. Anh em sẽ nhìn thấy màn hình nó rất là nét nhá. Đấy, phần này nó cũng được màu vàng hết này. Cái đúng volume thì được cắt CNC cực kỳ đẹp luôn anh em ạ. CNC cực kỳ đẹp. CD con này sẽ chơi CD dạng nuốt đĩa anh em nhé. CD nuốt đĩa và xin thưa với anh em, với những cái dòng CD nuốt đĩa như này của thằng Kenwood nó làm cực kỳ bền. Mình chưa gặp nhé. Có thể là nó sẽ có nhưng mình chưa gặp một con nào mà mình về mà thấy nó bị gọi là CD bị toi hết. CD ngon tất anh em ạ. CD ngon tất anh em nhé. Tiếp đến con này sẽ chơi USB. Và con này xin thưa với anh em, USB sẽ đọc được cả file nhạc lốt led. Mà giải mã 32 bit thì anh em biết rồi, nó sẽ 192kHz thì chất âm ra. Gọi là CD, nhiều lúc mà CD anh em ghi CD vớ vẩn hoặc mua đĩa CD ở ngoài vớ vẩn ấy, nó không thể nào bằng cái nhạc lốt led, nhạc tiêu chuẩn cao anh em pop vào đây được. Nó cho ra chất tiếng, tức là phần nhạc cụ ấy, nó sẽ được nổi ngay lên anh em nhá, so với cả những cái phần nhạc nền. Đấy, tiếp đến phần ca sĩ nó sẽ là ở một cái vị trí nó cao hẳn về trước luôn. Tức là anh em cảm giác khi anh em nghe sân khấu nào thì gần như những cái con 32 bit nó thể hiện cho anh em, nó tái hiện đầy đủ, chỉ cần anh em mình cung cấp cho nó cái nguồn nhạc tốt thôi anh em nhá, là nó sẽ tái hiện cho anh em như anh em mình ngồi sân khấu luôn. Đấy. Và con này thì xin thưa với anh em, giải mã của nó là chuẩn 32 bit và chất tiếng rất hay anh em nhá, chất tiếng rất hay. Kết nối điện thoại, máy tính, tivi đầy đủ trên mã này. Đấy. Và một cái nữa ở trên con này cần lưu ý đấy chính là con này nó sẽ được trang bị công nghệ công suất hybrid anh em nhá. Hybrid là gì? Là một công nghệ kép. Con này sẽ sử dụng hai phần công suất, một phần là đánh MOSFET và một phần là đánh Class D. Và hai con này nó sẽ hỗ trợ với nhau. Anh nhìn này, anh em nhìn này. Thế khi anh em mình tăng âm lượng nhá, vượt qua 50, anh em thấy không? Dưới 50 thì nó sẽ sử dụng một bộ phận công suất vừa vừa thôi, nhưng mà trên 50 nhá, công volume trên 50 nhá. Anh em thấy nó đóng le. Đấy. Nghe thấy không anh em? Đấy, nó sẽ đóng bổ sung một con le công suất nữa để cho nó căng hơn anh em ạ. Và trên 50 thì âm lượng, quãng âm lượng từ 50 trở lên thì nó sẽ khá là nhanh lớn anh em nhá. Còn anh em nghe cái âm lượng từ 50 trở xuống ấy thì nó sẽ là cả một quãng âm rất dài để anh em mình có thể chỉnh đêm được. Chức năng anh em mình khi nghe đêm cực kỳ ok nhá. Con này anh em mình hoàn toàn có thể chỉnh này, đề bát này, bát chép có thứ chỉnh, bát này, mid này, chép này, ghê chưa? Đấy, tất cả trên con khiển này tất. Và super bát này anh em này, super bát này, toàn bộ trên con này luôn. Đấy, con khiển nó khá là nhỏ gọn nhưng mà chỉnh full chức năng. Riêng con này mà thiếu con khiển này thì đúng là gọi là gì nhỉ? Gọi là hổ nhưng mà lại được nhốt ở trong chuồng anh em ạ. Chưa được thả về rừng. Thêm con này phát thả về rừng luôn anh em nhá. Thêm một khiển thả về rừng luôn. Còn về cấu hình loa thì sao? Thì xin thưa với anh em, loa con này thì anh em đã nhìn thấy loa K731 thế nào. Thì loa con này nó là phiên bản gọi là big size của K731 anh em nhá. Con này chính là loa K735, nó to hơn hẳn so với K731. K731 nó chỉ đến đây thôi anh em ạ. Con này to hơn anh em nhá. Thiết kế cắt phát bên trên này thì khá giống K731 này. Nó thiết kế nó tạo kiểu rất đẹp anh em nhé. Con này chỉ mang tính chất thẩm mỹ thôi. Còn lại thì chất âm của nó phải là cái phần củ này cơ. Cái phần củ con này thì được trang bị một con củ cực kỳ to anh em ạ. Đầm, sử dụng con mid bass cao cấp anh em nhé. Cái gân mid bass cao cấp này. Đấy, gân này thì xin thưa với anh em được trang bị trên cả những con gọi là con HomePod cao cấp được Apple cũng được sử dụng con này. Đến những cái dòng loa mà gọi là anh em mình đã nghe cái dòng
cái dòng gì nhỉ, cái dòng gì mà cái loa như quả trứng nhỉ Sơn nhỉ, cái loa như quả trứng, bọn loa Bluetooth này dùng gần trăm củ nhỉ, Phantom anh em nhé. Cái gân của bọn Phantom giống y hệt con này, xin được với anh em. Đấy, nhiều lúc mình quay mà mình quên, mình lú, mình không nhớ ra. Loa gân giống y hệt gân Phantom anh em nhé. Anh em nào mà có con Phantom em bóc ra xem, giống y hệt luôn. Và cái con này thì xin được với anh em, nó giống một súp bác của Phantom thôi. Chứ còn cái hai cái con bên hông của Phantom ấy, nó là cái dòng gân siêu mỏng cơ, chứ không phải gân này. Gân súp bát âm của con Phantom cơ anh em nhé. Đấy, thì nó sẽ là con gân này. Màng này sẽ là màng sợi carbon anh em ạ. Núm cũng là núm carbon luôn anh em nhìn, núm carbon mềm như ngọc trinh luôn anh em nhá. Bên trên này thì sẽ là con chép đôm 8 vít dòng đôm định hướng anh em nhìn này. Đấy, đôm như phễu luôn anh em nhá. Đây có thể gọi là chép phễu được. Rồi, nhưng mà đôm định hướng thôi. Đây là tên chính thức của nó sẽ là đôm định hướng. Toàn bộ thùng sẽ là màu vân gỗ cực kỳ độc anh em nhá. Tiếp đến mặt sau toàn bộ được cắt vuông thành sắc cạnh đúng theo tiêu chuẩn của châu Âu luôn anh em nhìn này. Đấy, thụt hơi phía sau. Công suất của loa như con này thì sẽ là 50W và trở kháng 6 ohm. Cọc loa toàn bộ cọc bắp chuối là đồng nguyên khối tất. Đấy. Một cặp sẽ là 100W, nhưng mà với những mã như thế này thì mình đánh giá chơi gọi là tối ưu những phòng diện tích 40m2 trở về anh em nhé. Công suất của âm ly con này thì sẽ là 65W, điện nguyên bản là 100V. Cọc loa toàn bộ là cọc bắp chuối hết anh em nhìn này. Cọc loa trên âm ly bắp chuối tất. Các cái cổng in out đầy đủ anh em nhé. Optical in sẽ có hai đường để phục vụ anh em giải mã 24bit này, à 32bit này. 32bit là hai đường giải mã nhé. Tiếp đến là cổng PC in là kết nối máy tính nhận làm sao cạc rời. Và cái cổng này xin thưa với anh em, nó sẽ kết nối máy tính và anh em mình sẽ chơi nhạc loudness từ máy tính vào rất là tiện. Một đường sub điện out này, kẹp anten FM phục vụ nghe đài. Và đắt này sẽ là 2013. Cái giá xuất xưởng con này mình nhớ không nhầm nó rơi vào khoảng tầm 2000 đô anh em nhé, 2000 đô. Và quan trọng nhất là mức giá bây giờ của nó rất là tốt rồi anh em ạ. Hiện tại mã này cà khiển chỉ có 8.800.000 thôi anh em nhé. 8.800.000. Đấy. Anh em nào không lấy khiển mình bớt cho 300.000, được chưa? Đấy, không thích khiển thì thôi, đúng không? Bớt cho 300, anh em lấy cả khiển 8.800.000 anh em nhé. Và lấy thử nhạc cho em nghe chất âm này này. Đẳng cấp luôn anh em. Qua miền rừng cao nguyên về anh, cao nguyên có còn lành vào hồn, thông reo có còn nhà nhà buồn, bên rừng bên suối bên hồ, đô thành còn vui như ngày xưa. Lâu rồi mà anh chưa về thăm cô em gái nhỏ của ngày nào, năm nay sắp sửa để vào đời, bây giờ đang tập làm thơ. Ngày xưa mà em còn nhớ. Anh em nghe thấy cái đẳng cấp của bộ dàn cao cấp chưa? Con này nói chung là 8.800.000, mình nghĩ là nó quá xứng đáng. Cái giá con này vào năm ngoái thôi nó đã mười mấy triệu rồi, năm nay giá về cực tốt anh em nhé. Anh em nào chơi thì chơi đi, tại vì đợt tới là cái đồng yên nó lên giá rất là nhiều, mình nghĩ là mấy con này đợt tới về phải tăng mất mấy củ anh em ạ. Giá hiện tại con này thì siêu tốt rồi, 8.800.000 anh em nhé. Tiếp đến bên này thì cũng là một mã cao cấp nhưng mà đến từ thương hiệu Onkyo. Con này chính là Onkyo UN9 anh em ạ, một trong số những mã hiếm thấy trên thị trường anh em nhé. Chi tiết của con này như sau, hàng thì cũng là hàng đấu giá về, rất là đẹp anh em nhé. Từ loa đến dàn rất là đẹp, nó đi kèm cặp căng này, mới zin luôn anh em nhé. Cục dàn anh em nhìn này, từ hình thức này, đúng không? Nó nét thế này mà, đúng không? Đồ con nào mà nó đẹp thì mình sẽ quay cho anh em, mình sẽ báo đẹp luôn anh em nhé. Nhưng tuy nhiên cái cặp loa của con này thì anh em nhìn thấy là nó như thế này đã rất là đẹp rồi, nhưng cặp loa phủ sơn PU nên là sẽ không tránh được những cái vết sức nhỏ như anh em nhìn thấy đây anh em nhé. Những cái vết này với những cặp loa này thì mình nghĩ là nó là không đáng kể rồi, tại vì những cặp loa này kể cả bên Nhật dùng có giữ thế nào thì kiểu gì cũng có vết anh em nhé, kiểu gì cũng có vết. Vết này quá ít rồi. Đấy. Chi tiết về con này sẽ như sau. Đầu tiên thì cục dàn của nó là một cục dàn cao cấp anh em nhé. Anh em nào chơi Onkyo thì sẽ biết là đây là một cái mã gọi là cuối cùng của thằng Onkyo chơi DVD rồi, cái mã gọi là cao cấp nhất của Onkyo chơi DVD rồi anh em ạ. Đấy. Chi tiết về con này sẽ bao gồm chức năng. Đầu tiên sẽ là chơi MD, đọc ghi cực kỳ ngon anh em nhé, đọc ghi tốt. Màn hình sẽ là màn hình xanh. Đấy.
Tiếp đến CD, DVD, VCD, con này chơi tuốt tuần tuột luôn, không tha bất kỳ một loại đĩa nào anh em nhá. Anh em thấy đây, chơi DVD này, cả đĩa Super Audio CD con này cũng chơi luôn anh em nhá. Công nghệ Dolby Digital được tích hợp sẵn cho con này, DTS này, Theremin Third này, và đây sẽ là công nghệ Theremin Domino anh em nhá, một trong số những công nghệ gọi là đuổi âm. Đấy. Và trên này sẽ là công nghệ băng tần Wired độc quyền của Onkyo. Đây này. Wide Range Amply Technology, một công nghệ gọi là cho âm ly phát trên phổ rộng anh em nhá. Anh em sẽ nghe cái âm trường rất là rộng ở trên con này. Được chưa? Và toàn bộ con này thì sẽ được đánh 4 con sò than anh em nhá. 4 con sò MOSFET, anh em mình sẽ phang tốt những cặp loa bass 25 cm đối với cục giàn này. Đấy. Ngoài ra giải mã 24 bit con này thì cực kỳ hay anh em ạ, sử dụng một con chip giải mã PCM rất là to anh em nhá. Nó sẽ có giải mã sitter phục vụ nghe nhạc này. Tiếp đến giải mã chuyển ra cả công nghệ mono luôn anh em nhá. Và tiếp đến tether thớt này, xin đưa với anh em, đây là công nghệ 5.1 anh em nhá. Anh em hoàn toàn có thể về thêm súp thêm xiếc để config thành bộ dàn này thành bộ dàn 5.1 phục vụ đa nhu cầu cho anh em được anh em nhá. Nhưng hiện tại bên Nhật thì nó về chỉ như này thôi. Anh em mình sẽ phục vụ nhu cầu cơ bản của con này sẽ là nghe nhạc. Đấy. Thì đấy là về cục dàn. Tiếp đến cấu hình loa thì sao? Loa như mình vừa trình bày ở ngay đầu video, toàn bộ loa sẽ được phủ sơn PU hết anh em nhé. Và bên ngoài nó sẽ được đệm một cái lớp gọi là lớp gỗ veneer anh em ạ, lớp veneer. Nó tạo vân rất đẹp anh em nhé, tạo vân cực kỳ đẹp. Loa bass sẽ được trang bị một con loa bass đường kính là 12 cm, gân lụa tẩm dầu dạng gân xếp anh em nhé. Gân này thì anh em mình sẽ nhìn thấy cái viền loa nó rất là bé anh em ạ, viền loa rất bé và cái phần màng loa thì rất là to, gần như kín ra tràn ra tận viền luôn. Màng loa thì sẽ được làm bằng sợi keva và cái núm này cũng sợi keva luôn. Cái độ ấm của con bass này thì không phải bàn rồi, củ bên trong bọc từ chống nhiễu toàn bộ anh em nhé. Bên trên này thì vẫn được trang bị một con đôm cao cấp từ kép của thằng Onkyo và con đôm này phần lời rất là ngon. Cái thụt hơi xẻ rãnh mặt trước này thì nó đã được gọi là giảm cái chiều cao ở bên trên này thấp xuống một chút, cái rãnh hở nó sẽ bé hơn và anh em mình sẽ có phần âm bass áp xuống nền này nhiều hơn anh em nhé. Và anh em mình cảm giác cái chất âm của này thì nó đánh ra như kiểu nó có súp luôn anh em ạ, như có súp luôn. Thì mình sẽ mở cho anh em xem. Toàn bộ góc cạnh của loa sẽ được bo góc hết. Công suất của loa sẽ là 40W, à 70W và trở kháng 4 ohm, xin lỗi anh em, 70W. Cả cặp sẽ là 140W và anh em mình hoàn toàn chơi tốt ở phòng diện tích 40m2 với cái bộ này anh em nhá. Đấy. Và cặp loa trở kháng 4 ohm thì biên độ dao động của màng loa rất là lớn nên anh em mình sẽ có một cái bộ dàn âm thanh độ chi tiết rất là cao anh em nhá. Cục dàn thì sao? Cục dàn công suất sẽ là 66W điện nguyên bản 100V của cục dàn made in Japan anh em nhá. Cái mã này made in Japan cũng ít rồi đấy. Tiếp đến là kẹp loa thì sẽ hỗ trợ loa trở kháng từ 4 đến 16 ohm phun giải trở kháng. Các cái đường kết nối line in line đầy đủ anh em nhìn này, và có cả xanh đỏ tím vàng để phục vụ em config thành bộ dàn 5.1 nhá. Ba đường xuất video. Và đây nó sẽ là optical in phục vụ giải mã 24 bit này. Đây là kẹp anten FM phục vụ nghe đài. Con này thì AM sẽ phun giải nhưng mà FM chỉ đến 90 thôi anh em nhá. Và quan trọng nhất là giá của bộ này hiện tại bây giờ mình để cho anh em rất là tốt. Onkyo UN9 nó toàn trên 5 củ thôi anh em ạ. Và hiện tại bây giờ cả bộ này mình để cho anh em có 4 củ rưỡi. Nét chưa anh em? Cục dàn ngày xưa nó rơi vào tầm 3 triệu 6 rồi anh em ạ. Đấy. Mà bây giờ cả bộ chỉ có 4 triệu rưỡi thôi. Anh em thấy có xứng đáng không? Nếu mà chơi mã này thì mình nghĩ là một trong số những bộ dàn anh em nên trải nghiệm anh em nhé. 4 triệu rưỡi. Giá hiện tại thì quá tốt rồi. Và lây thử nhạc cho em nghe chất âm nha. Đây. Đang chơi DVD anh em nhé. Này đường dương hồng loan. Rớt mong tới nhưng tình duyên thiết tha đậm đà, trời sẽ duyên tình chàng trai nghèo cưới được vợ xinh, làng trên xóm bên bao người ai cũng ngợi khen, ngờ rằng tình kia sắc son giờ hồng quá ư đau lòng chàng đêm nàng đêm.
Anh em nghe tiếng chim ríu rít không? Đấy. Ok chưa anh em? Một cái mã cao cấp 4.500.000 anh em nhá. Và xin thưa anh em, video ngày hôm nay thì mình xin phép kết thúc ở đây thôi. Và hẹn gặp lại anh em ở những clip tiếp theo với những mã giàn có thể là ngon hơn, hoặc có thể sẽ không VIP bằng của như ngày hôm nay đâu anh em nhá. Anh em nào mà cần những bộ giàn VIP thì ngày hôm nay có lẽ là mình hai bộ này mình nghĩ nó cũng khá là nét rồi. Và video xin phép được dừng ở đây. Xin chào anh em, hẹn gặp lại anh em ở những clip tiếp theo. Chúc anh em một buổi tối thật là vui vẻ bên gia đình.